Chào các bạn. Đây là trạm 1000 kV cấp cho toàn bộ dự án Metro Line. Cáp đi theo dọc hàng rào và đi tới Metro Line. Đây là con đường dẫn tới khu bãi đúc dầm. Vâng, chúng ta đang tiến tới khu bãi đúc dầm. Kia là ba cầu tháp. Cầu 50 tấn, 10 tấn. Và cầu bên kia cầu 10 tấn, 50 tấn. Đây là khu vực văn phòng của bên giám sát GS. Kia là văn phòng của C. Khu vực này thuộc về xây dựng tương lai. Dự án đang trong giai đoạn hoàn thành nên có nhiều hạng mục đang còn dang dở. Vâng, cầu rất là cao. Ở trên kia là máy phát điện ở mỗi cầu tháp. Mỗi cầu tháp có một cái máy phát điện riêng. Vì cầu tháp hoạt động liên tục nên không thể cấp nguồn trực tiếp từ tủ điện cho các cầu tháp này. Phía xa xa là các long line typical và short line typical. Quá trình lắp đặt đã hoàn thiện. Đây là cái cầu đang nâng các thiết bị, các khúc thép lắp vào cái supply typical 2. Cáp mau gọi là long line đã hoàn thiện nhưng mà vật tư thiết bị chưa về nên chưa lắp được. Vâng, và chúng ta tiến tới các cái
khu vực cầu tháp để xem kỹ hơn. Đây là các đường ray cho cầu. Tháp Bằng Cấp đã được đầy nắp rất hành chính, rất đẹp đẽ. Và nhà thầu Phương Đông. Quay. Quay cái này làm gì? Quay xem cho vui mà giờ. My friend Hà Quang Đông. Nhân viên an toàn. Cho si. Cho xem cô sáu. Xanh cô sáu hả? Ở đây này, xanh cô sáu. Xanh cô sáu, vâng, xanh cô sáu. Cầu tháp 50 tấn. Màn hình bị vỡ rồi hả? À. Đây là motor để kéo cho cầu tháp vào đóng. Hi, you Tony. I'm a camera. This is Mr. Bunny. He's a pre-cutting manager. Chỉ là cầu tháp đang nâng các thiết bị dầm lên để chạy qua đường xây lắp. Đây là con đường chúng ta sẽ dẫn tới khu rì ba, khu vực ở trên kia. Khu vực trên kia chuyên lắp đặt các cốt thép. Công trình đang quá trình hoàn thành nên đang rất là ngổn ngang.
Đây thật là typical tool, là quá trình lắp đặt cầu tháp để cao. Đây là nhà máy nén khí. Đây là thiết bị nén khí để cấp cái cho các cái motor. Đây là bồn chứa khí sinh lọc RE. Áp lực hiện tại của máy nén khí là 73. Đây là con đường dẫn tới khu rị 3. Con đường này đã hoàn thiện nên nhìn rất đẹp, bằng phẳng. Bên đây là các slide typical. Vâng, đã được lắp đặt hoàn thiện. Chúng ta bây giờ tiếp tục lên con khu rị 3. Khu rị 3 ở trên cao, cao hơn so với bãi đỗ dầm là 7 mét. Có đường hơi xa. Chúng ta đã tới nơi, khu vực rị 3. Đây là cái màu cho cầu tháp số 3. Đang chờ để hoàn thiện, đang chờ các thiết bị của cầu tháp về để lắp đặt.
kia là PT set, nhà PT set. Vâng, từ trên cao chúng ta có thể nhìn thấy các tháp 50 tấn, 10 tấn và tháp 50 tấn. Từ đây chúng ta có thể nhìn một cách tổng quát dự án Metrolight 7 Trúc Dầm.